Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Top xe gầm cao máy thoáng giá tầm 700 triệu đồng rất là đáng mua tại Việt Nam. Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn những chiếc xe MPV nâng gầm, sub đô thị hoặc sub hạng C với nhiều kiểu dáng bắt mắt, tính năng thì đa dạng. Thứ nhất, Mitsubishi Xpander Cross 670 triệu đồng. So với Xpander thì nâng cấp đáng chú ý nhất của Mitsubishi Xpander Cross là khoảng sáng gầm tăng thêm 20mm, đạt 225mm. Nhờ vậy, xe đáp ứng được nhu cầu di chuyển trên nhiều loại địa hình, đường xá. Song song đó, ngoại thất của Xpander Cross cũng do cảm giác cứng cáp hơn phiên bản tiêu chuẩn nhờ các cái chi tiết được bổ sung như ốp thân, ốp vòm bánh xe bằng nhựa đen, cản trước thiết kế hầm hố hơn và hai thanh ba ga trên nóc. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít, công suất là 102 mã lực, mô men xoắn là 141 Nm, hộp số tự động 4 cấp và hệ thống dẫn động cầu trước. Xe có giá bán niêm yết khoảng là 670 triệu đồng. Thứ hai, Ford EcoSport 1.0 lít AT Titanium 686 triệu đồng. So với phiên bản cũ thì Ford EcoSport 2020 nhỏ gọn hơn chút, so với không còn lốp dự phòng gắn ngoài ở đuôi xe. Sự thay đổi này giúp cho EcoSport có vẻ ngoài đúng chất sub đô thị hơn. Với ngân sách khoảng 750 cho đến 850 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn phiên bản 1.0 ALAT Titanium cao nhất, có giá là 686 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 lít EcoSport, công suất là 125 mã lực, mô men xoắn là 170 Nm và hộp số tự động 6 cấp. Chiếc xe thứ ba đó là Hyundai Kona 2.0 AT bản đặc biệt 699 triệu đồng. Hyundai Kona có những cái ưu điểm như thiết kế trẻ trung, đi kèm với lượng trang bị tiện nghi và an toàn đầy đủ. Trong tầm giá 750 triệu đồng cho đến 850 triệu đồng, người dùng có thể chọn hai phiên bản Kona cao cấp. Trong đó, Kona 2.0 AT đặc biệt có giá bán niêm yết là 699 triệu đồng, được trang bị động cơ xăng 2.0 lít, công suất 147 mã lực, mô men xoắn là 180 Nm, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Kona 1.6 turbo cao nhất có giá là 750 triệu đồng, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6 lít, công suất 175 mã lực, mô men xoắn là 265 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Chiếc xe tiếp theo đó là Kia Seltos 1.4 DCT Premium 719 triệu đồng. Có giá lao động trải dài, vì vậy Kia Seltos là sự lựa chọn đáng chú ý tại nhiều phân khúc với ngân sách đề ra. Người dùng có thể là chọn phiên bản Seltos 1.4 DCT Premium cao cấp nhất, có giá niêm yết là 719 triệu đồng. Kia Seltos 1.4 DCT Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.4 lít, công suất là 138 mã lực, mô men xoắn là 242 Nm và hộp số ly hợp kép 7 cấp. Sự khác biệt chủ động đến từ trang bị mà Seltos 1.4 DCT Premium có như là cụm đèn trước và đèn hậu LED toàn bộ, ghế lái chỉnh điện, thông gió hàng ghế trước, đèn nội thất hay gương chiếu hậu chống chói. Chiếc xe tiếp theo đó là Toyota Corolla Cross 1.8G 720 triệu đồng. Với ngân sách như đã nêu như trên thì người dùng có thể lựa chọn phiên bản Corolla Cross 1.8G có giá niêm yết là 720 triệu đồng. Mặc dù là phiên bản thấp nhất, lượng trang bị của Corolla Cross 1.8 vẫn khá đầy đủ, đặc biệt về mặt an toàn. Khác biệt đến từ một số chi tiết ngoại thất, hệ thống đèn pha halogen hay màn hình giải trí nhỏ hơn. Toyota Cross 1.8G được trang bị động cơ xăng 1.8 lít, công suất là 103 mã lực, mô men xoắn tự đại là 172 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.